Các cụ nhà ta đã bảo chơi cá dưỡng tâm, chơi cây dưỡng thần, mà chót dính dáng vào cái bọn đĩa này thực sự là thấy oải và stress hơn cả cá anh em ạ. Thực sự là nhiều vấn đề phát sinh hơn so với việc chơi ăn tôm trước kia. Nhưng bù lại thì được cái nó màu mè bắt mắt, bảo sao cá đĩa vẫn là một cái thứ gì đó khiến anh em đã chơi rồi thì khó mà dứt ra được. Thôi thúc cái tôi của người chơi phải chinh phục được nó. Video này đánh dấu sự kiện tròn một năm mình chơi đĩa. Thực sự là nhiều cảm xúc anh em ạ. Từ khi bắt đầu thả cá đến quá trình thúc sai, rồi đến cái giai đoạn phát sinh bệnh tật, rồi các vấn đề về kiểm soát chất lượng nước cho một hồ cá với tốc độ ăn rất là khủng khiếp. Anh em nào có theo dõi các video trước của mình thì hầu như thấy mình thường chơi với số lượng rất là đông, kiểu một dạng rất là tham cá anh em ạ. Hồ này có giai đoạn lên tới 60 cháo đĩa, sai cỡ bằng bàn tay hết anh em ạ. Sau một năm chơi và trải nghiệm, điều mình muốn nhắn nhủ tới anh em, đặc biệt là những anh em mới chơi hoặc những anh em có ý định chơi đĩa chẳng hạn, là chơi với cái mật độ vừa phải thôi. Thế vì vậy thì bao nhiêu là vừa phải? Ví dụ đơn cử như cái hồ của mình là 210x81x89 thì mình nghĩ là ở ngưỡng 30 cháo là ổn anh em ạ. Cái việc đó thì làm cho anh em sẽ nhàn hơn trong cái khâu chăm sóc này, rồi kiểm soát môi trường nước sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chứ như cái hồ mà lên tới 56 con đĩa to như thế này thì cho cái việc cho ăn, rồi cái việc thúc sai, trong quá trình thúc sai rồi phân thải nó thải ra rất là nhiều, thì thực sự anh em phải bỏ ra cái thời gian nhiều hơn, rồi công sức để ý nhiều hơn, vì nó sẽ rất là nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình anh em chơi. Một điều nữa hầu như ở video nào mình cũng nhắc đi nhắc lại, chơi cá là chơi nước. Với việc giữ được cái môi trường nước ổn định, sạch sẽ thì anh em đã cầm chắc chiến thắng tới 80% rồi. Một hệ thống lọc mạnh, tối ưu và một hệ vi sinh ổn định sẽ làm nên điều đó. Matic giờ cũng rất là rẻ rồi nên mình nghĩ không khó anh em ạ. Vi sinh cũng vậy, giờ đa dạng từ bình dân đến cao cấp. Hôm nay của mình thì đang chơi 3 dòng chủ đạo: API Aziker, Polkemia Pro và Makaway Pro. Anh em thì chắc không còn xa lạ với ba cái tên ở trên nữa đúng không? Những anh em nào chơi nhiều cá, những con ăn nắm ị nhiều như bọn cá vàng này, cá chép, cá koi, các dòng cầu vồng, các dòng đĩa ani, thì lúc đó anh em mới thấy được cái vai trò của vi sinh nó quan trọng như thế nào. Ở gần đây thấy nhiều anh em cũng hay hỏi mình về mấy idol đang đồn thổi chơi cá không cần thay nước. Với bản thân mình, điều đó thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vào cách anh em chơi, loại cá, số lượng anh em chơi nó là bao nhiêu. Đơn cử như chiếc hồ của mình trước kia, mình chơi Antum khoảng 30 cháo, nói thực có khi phải đến 2 tháng mình không cần thay nước. Bởi sao? Bởi Antum nó ăn so với các dòng khác không nhiều, và cái lượng thải ra thì cái hệ lọc và hệ vi sinh nó đã xử lý hết rồi. Nhưng đến khi vập vào cái bọn đĩa này, số lượng cá đông, lượng thức ăn cực nhiều, phân thải ra quá là khủng khiếp. Vi sinh như anh em thấy mình chơi kia cũng không phải là những cái dạng vừa, thì đến ngưỡng 2 đến 3 tuần mình vẫn phải thay nước. Vì sao? Vì cái hệ lọc dù nó có làm tốt công việc của mình rồi, nhưng cái NO3 nó vẫn cứ tăng đều đều ít một lên hàng ngày, và nó đạt lên cỡ 15 ppm, trong khi đó mục tiêu duy trì của mình là chỉ dưới 10 ppm thôi. Do vậy cái việc thay nước vẫn là một cái điều tuyệt vời, và nó giải quyết được nhiều vấn đề, đặc biệt là khi thay nước đúng, phù hợp và an toàn, nó giúp cho con cá trở nên sung hơn, khỏe hơn. Và anh em hình dung cũng như trong tự nhiên, cái nguồn nước thì nó liên tục biến đổi, thì buộc con cá nó phải thích nghi với cái điều kiện đó để sinh tồn. Tuy nhiên cái việc thay nước thì nó cũng tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn cho hồ cá rất là lớn. Đơn cử như đợt vừa rồi, qua cái đợt bão ở miền Bắc thì nhiều nơi họ tiến hành khử trùng và sục rửa đường ống nước sạch, khiến cho anh em thay nước làm toang cả cái hồ luôn. Nguyên nhân chủ yếu là do cái hàm lượng chất tẩy rửa trong cái đường ống mà khi vào cái nước máy anh em thay nó lên quá cái ngưỡng chịu đựng của con cá. Do vậy là nên thủ sẵn một cái chai khử độc nước, clo dư kim loại nặng khi anh em thay nước. Stress Code này, Tropical Supreme, hiện tại là mình đang dùng cái Pond Detox của Aquascape. Chai này thì cực kỳ hữu ích, vừa khử độc nước máy vừa dưỡng cá luôn được anh em nhé. Dòng này thì hiện nay thuộc phân khúc cao cấp, mà cái mức độ đậm đặc của nó phải nói là đứng đầu phân khúc hiện nay. Như anh em có thể châm 5ml cho 480 lít nước, một con số cực kỳ ấn tượng. Do vậy thì nó sẽ rất là tiết kiệm cho anh em chơi những cái hồ lớn 2, 3, 4, 5 khối. Nó chắc không ai tin chứ cái hồ đĩa của mình chưa có con nào bị nấm kể từ lúc mình chơi đến bây giờ. Tuy nhiên thì cũng phải hẹo mất 5-6 con rồi. Bệnh nó hay thường gặp thì rất là đa dạng, nhiều cái loại bệnh, nhưng mà mình hay gặp nhất là cái bọn nó bị stress, núp góc và bỏ ăn, thế là hẹo. Và một cái đợt nữa mình bị chết mất mấy con là cái đợt mình thúc sai nó rất là mạnh, cho ăn quá nhiều, làm cái lượng phân thải nó nhiều, dẫn đến có vẻ cái nguồn nước nó bị ô nhiễm, và nó là cái điều kiện để cho cái khuẩn hại nó tấn công con cá. Mấy cái con nó bị chết thì hầu như đều có triệu chứng là do nở loét, toét đầu, rồi nó cứ rúc vào cái góc đũa và mình không phát hiện ra, thế là đến lúc nó nặng quá rồi thì hầu như là không được cứu được anh em ạ. Mới chỉ một năm bập vào chơi đĩa, cái thời gian cũng không quá là dài,
Trong khi đó ở đây có thể có những anh em cao thủ kỳ cựu chơi đến đĩa có khi cả 5 đến 10 năm rồi. Nhưng thực sự hiện nay thì chơi cá nó, cái phương tiện rồi các thứ nó hỗ trợ cho mình chơi nó khá là đa dạng và trở nên nó dễ hơn. Tuy nhiên là với những anh em mới chơi hoặc là còn đang bỡ ngỡ hoặc chuyển từ dòng nào khác sang dòng đĩa thì mình có lẽ những cái điều mình nói có thể là anh em có thể tham khảo và góp nhặt đâu đó được những thứ gì cảm thấy hữu ích cho mình. Thì hy vọng rằng ở những cái video tiếp theo sẽ tiếp tục mang đến cho anh em những cái trải nghiệm mới và cùng nhau anh em chia sẻ để cho cái việc chơi cá của chúng ta trở nên nó dễ dàng hơn, chinh phục con cá nó nhẹ nhàng và thực sự là đúng với việc là chơi cá là dưỡng tâm chứ không phải là chơi cá để làm cho chủ cá nó càng ngày càng stress hơn. Thì trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.